Xin chào tất cả các con. Hôm nay thầy sẽ sang một cái ví dụ tiếp theo về tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng. Ở phần trước thì đã có lý thuyết cộng với ví dụ 1 rồi. Ở đây là ví dụ 2. Lý thuyết là gì? Khi mình cần tìm giao của A với P. A với P thì mình sẽ tuân theo bài toán 3 bước hay là phương pháp 3 bước. Bước 1 là tìm mặt phẳng Q chứa A mà cắt P. Tìm một cái mặt phẳng nào đấy Q chứa A mà cắt P. Được chưa nào? Bước thứ hai là mình đi tìm P giao với Q ra giao tuyến delta, giao tuyến của hai mặt phẳng. Bước thứ ba là mình cho A giao delta ra điểm Y cần tìm. Đó, cho A cắt vào delta là ra điểm Y cần tìm. Được chưa nào? Đề bài hôm nay là gì? Cho hình chóp SABC lấy 3 điểm A', B', C' nằm trên các cạnh SA, SB, SC. Nằm trên các cạnh nhá, nó dễ làm bài. Cạnh là cạnh đoạn ấy, chứ không phải cạnh kéo dài đâu. Đây, hình vẽ như sau. Không cần có tỷ lệ gì cả, cứ tạo ra một cái mặt phẳng là được. Ví dụ đây là S này, A này, B này, C này. Bây giờ lấy A phẩy, B phẩy và C phẩy. Thầy lấy trông như này thôi, nhưng không phải trung điểm đâu. Cái điểm này nó hơi lệch đấy, điểm này không phải trung điểm đâu, không phải trung điểm. Chẳng qua thầy vẽ thế này cho chúng ta dễ nhìn thôi. Đó, nó sẽ tạo ra một cái mặt phẳng hơi ngang ngang một chút, là A phẩy, B phẩy, C phẩy. Không phải là song song đâu nhá, trông nó thế thôi. Rồi, O thì nằm trong tam giác ABC. O nằm trong tam giác ABC. Thì lấy ví dụ O nằm ở đây đi. O là một điểm nằm trong tam giác ABC. Thì khi đó cái đường SO là đường nó xuyên từ trên xuống dưới. Đó, ta thấy không? SO xuyên từ trên xuống dưới. Bây giờ SO chắc chắn là nó sẽ xuyên qua cái mặt A phẩy, B phẩy, C phẩy. Chắc chắn là nó sẽ xuyên qua. Nhưng giao điểm, cái chỗ mà xuyên qua ấy, nó ở đâu? Bây giờ mình đánh ở đây. Trông cũng đúng, mà mình xóa đi. Mình đánh cao lên chỗ này. Trông cũng đúng. Vậy thì thực tế là chỗ nào mới là đúng? Đó, rõ ràng là nó phải có một chỗ duy nhất thôi chứ. Bởi vì là O cố định, S cố định và A phẩy, B phẩy, C phẩy coi như cho trước. Thế làm sao mà cái giao điểm nó lại thay đổi lung tung được? Nó phải là duy nhất. Vậy thì bây giờ mình sẽ làm 3 bước. Nào, bây giờ mình lại mô tả nó giống như thế này. Đây là lý thuyết, còn đây là lúc thực hành. Vẽ cái hình minh họa ra. Mình sẽ điền tên thật vào đây, là cần giao của SO. SO và gì? SO và A phẩy, B phẩy, C phẩy. Điền tên thật. Trong lý thuyết thì mình chỉ điền là A và P. Nhưng trong bài thực hành, mình vẽ hình minh họa, mình sẽ điền tên thật. Đề bài nó hỏi cái gì thì mình điền vào cái đó. Bây giờ mình lại suy nghĩ tiếp. Bước 1, tìm mặt phẳng chứa SO. Mặt phẳng gì mà lại chứa SO? Sau đó lại cắt vào A phẩy, B phẩy, C phẩy. Nó phải cắt vào cái mặt đáy này chứ, nó phải cắt mặt này này. Nhá, nào. Mặt nào chứa SO? SO. Hiển nhiên là chúng ta sẽ phải chọn những cái mặt phẳng SO gì đó. SO gì đó ở đây này thì đảm bảo là chứa SO đúng không? Nào, SO gì? Trả lời trong đầu đi. Tự trả lời một câu đi. Sau đó thì so với câu trả lời của thầy. SO gì? SOA, SOB, SOC đều được. Mình cứ thêm một điểm vào là nó ra thôi chứ sao đâu. Nhưng trên hình này thầy sẽ chọn SOA cho dễ vẽ. Còn thực tế thì SOB, SOC nó cũng đúng, vai trò bình đẳng. Thầy sẽ chọn SOA.
vì cái góc hình này nó dễ nhìn nhá. SOA hoặc SOC là dễ nhìn, SOB thì hơi khó một chút thì vì nó đâm vào trong. SOA, ok, SOA. Đó, SOA là mặt phẳng chứa SO. Thế nhưng mà nó cắt A', B', C' ở đâu? Thì đó chính là bước 2. SOA giao với A', B', C' ra cái gì? Nhìn đi, SOA cắt với cái mặt A', B', C'. Ta nhìn thấy một cái giao điểm chung là gì rồi? Một giao điểm chung chính là A'. A' gì đó? Giao tuyến phải là A' gì đó. Tại sao? Tại vì A' thì nó nằm trên SOA, vì nó nằm trên SA mà. Thế A' thì nó cũng nằm trên A', B', C'. Vậy là A' là điểm chung của hai mặt này. Còn thiếu một điểm nữa. Thế mặt SOA thì nó đang nhỏ. Ta có thể mở rộng ra, nháp vào đây. Mở rộng SOA bằng cách kéo dài cái gì nào? Nhìn hình đi, kéo dài cái gì được? Ta xem là kéo dài cái gì thì nó mở rộng cái mặt phẳng này cho nó to ra. Kéo dài AO. Nào, kéo dài AO. Thì nó sẽ cắt sang BC tại điểm M đi. Kéo dài AO thì nó sẽ sang điểm M. Bây giờ mình hình dung là SOA thì nó trùng với mặt nào? Trùng với mặt SMA. Đó, SMA. Ta nhìn thấy không? SMA. SOA là một cái tam giác bé bé mở rộng sang bên phải thành SMA. Thành SMA. Được chưa? Rồi. SOA trùng với SMA. Thế bây giờ giao của SMA với cái mặt A', B', C' là cái gì? Giao của SMA, ta nhìn đi. SMA cắt dọc từ trên xuống. Còn mặt A', B', C' là nằm ngang. Một cái mặt nằm ngang, không có một mặt cắt dọc từ trên xuống, thì giao tuyến này. Giao tuyến là cái vết cắt. Nó là gì? A' gì? A' E. E nằm ở đâu? E chính là giao đây. Đó, E chính là chỗ này. Đây chính là A'E. Ta có nhìn được không? Mặt SAM là mặt thẳng từ trên xuống. A', B', C' nằm ngang. Và vết cắt chính là A'E. E thì giải thích ở đây cho ta hiểu kỹ. Nó thuộc vào SAM, ta thấy đúng không? SAM thì chứa E. Rồi. Thế E nằm vào A', B', C'. Ta thấy đúng không? E nằm trên mặt A', B', C'. Đúng. Từ hai điều này thì E chính là điểm chung của hai mặt phẳng đó. Cái câu này có thấy đúng không? Học hình không gian là mình không thể vội được. Cái chỗ nào mà mình còn cảm thấy lăn tăn ấy là mình cứ phải làm kỹ với nhau. Nếu mà cần thiết thì ghi ra vở để đọc, để nghĩ, để nhìn trên hình. Còn nếu mà nghe luôn trên video mà hiểu được thì càng tốt. E là điểm chung của hai mặt phẳng. Rồi. Thế lúc nãy mình đã nói là A' nó thuộc vào SAM. Ta nhìn đi. A' nó thuộc SAM đúng không? Đúng.
Thế A phẩy nó lại thuộc A phẩy, B phẩy, C phẩy đúng không? A phẩy thì nó nằm trên A phẩy, B phẩy, C phẩy. Đúng. Vậy từ hai điều này suy ra A phẩy là điểm chung của hai mặt phẳng, của hai mặt phẳng đó. Đây đúng không? Đúng. E là điểm chung, A phẩy là điểm chung. Thì đó là hai điểm chung. Mà hai điểm chung thì tạo ra một đường thẳng. Hai điểm chung là có giao tuyến. Giao tuyến là A phẩy E. Như vậy là đã có giao tuyến rồi nhá, A phẩy E. Bây giờ bước thứ 3. Bước thứ 3 của cái bài toán 3 bước là gì? Là mình sẽ cho cái đường thẳng cần tìm giao điểm ấy là XO ấy, nó cắt vào cái giao tuyến A phẩy E. Dấu cộng thứ nhất là bước 1, dấu cộng thứ hai là bước 2, và dấu cộng thứ ba cho SO giao với A phẩy E thì ra giao điểm cần tìm. Nào, SO cắt vào A phẩy E ra điểm Y cần tìm. Trên hình chính của mình thì sao? SO đây mình chưa có nó cho cắt đâu nhá, bây giờ mới là cho cắt này. Đó, cắt vào và đánh dấu đây là giao điểm. Thì trông cái hình này nó mới hợp lý được. Đó chính là điểm Y cần tìm. SO cắt vào A phẩy, B phẩy, C phẩy. Được chưa nào? Thầy phải làm rất dài dòng đấy. Đây là đoạn giải thích giao tuyến, giải thích giao tuyến. Còn đây là bước 1, đây là bước 2, đây là bước 3 của cái bài toán 3 bước. Của cái bài toán 3 bước. Còn nếu mà trình bày lời giải thì mình có thể viết lại ra đây này. Ví dụ như mình sẽ nói như thế này. Đầu tiên là mình sẽ nói kéo dài AO cắt BC tại M trong mặt đáy ABC. Rồi, mình nói ý thứ hai, mặt SAO trùng với mặt SAM. Rồi, ý thứ ba mình nói gì nữa? Cái điểm E này ở đâu mà ra đây? Thì mình nói là SM giao với B phẩy C phẩy tại E trong mặt phẳng, trong mặt phẳng SBC là E. Bây giờ mình mới nói cái giao tuyến là SAM giao với A phẩy, B phẩy, C phẩy chính là bằng gì? A phẩy E. Đây chính là cái đoạn mà giao tuyến. Thế sau đó thì mình làm tiếp là gì? Dấu cộng tiếp theo để viết sang đây cho sạch đẹp nhá. Dấu cộng tiếp theo về mặt trình bày các bước dựng đó là có A phẩy E rồi đúng không? A phẩy E rồi. Trong cái mặt quy này này, trong mặt SAM, ta nhìn đi, trong SAM mình mới cho SO giao, SO giao với A phẩy E thì tại Y, Y chính là giao điểm của SO và A phẩy, B phẩy, C phẩy. Đến thế là xong. Còn nếu mà ta muốn giải thích thêm cho nó hiểu, vì đây là lúc chúng ta học ấy, thì ta sẽ giải thích thêm thế nào? Giải thích thêm vào đây. Vì cái vì đầu tiên này, Y thì nó thuộc vào SO. Nhìn hình nhé, Y thuộc SO. Y nó là giao của SO mà, SO với A phẩy E nha. Y thuộc A phẩy E, suy ra Y thuộc vào A phẩy, B phẩy, C phẩy. Từ hai điều này, Y vừa thuộc SO
vừa thuộc A phẩy B phẩy C phẩy thì suy ra Y là giao điểm của SO và A phẩy B phẩy C phẩy. Đó, được chưa nào? Hy vọng là qua ví dụ này thì bọn con đã hiểu được qua qua sơ sơ về các cái bước xác định giao của đường thẳng và mặt phẳng. Phải làm cái này cho thành thạo là nó vô cùng quan trọng, bởi vì không làm cái này thành thạo là chúng ta sẽ không vẽ được hình, không tìm được giao điểm, không tìm được giao tuyến, thì từ đó là làm sao mà làm được thiết diện với các bài tập khác nha. Chịu khó đọc, nghe, ghi chép và suy nghĩ cho thật kỹ vào.